Đất chúng ta có địa chỉ thuộc huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai, quý chị nhé. Tổng diện tích là 4 hecta và gia chủ đã trồng được 3.000 cây cà phê như thế này. Đang độ tuổi thu kinh doanh cà phê tơ nhé. Bắt đầu vào thu kinh doanh rất là đều và đẹp ạ. Và gia chủ đã trồng được 3.000 cây cà phê và 200 cây nhãn hương chi và 200 cây vải thiều và 170 cây sầu riêng năm đầu tiên. Đó. Trên đất thì có căn nhà cấp 4 và có điện, có sân bê tông, thì lát em sẽ quay tổng quan toàn bộ khu vườn cũng như căn nhà cho quý anh chị chúng ta xem. Và đất chúng ta thì có diện tích là 4 hecta, gia chủ có ký gửi kênh nhà đất bên em bán với giá 2.800.000.000, có thương lượng và bao sổ sách luôn cho quý anh chị nhé. Quý anh chị nào quan tâm thì gọi điện cho em theo số điện thoại em có ghi sẵn trên màn hình và kết bạn Zalo. Em sẽ tư vấn thêm và đưa quý anh chị đến xem trực tiếp để chúng ta gặp chủ và thương lượng ạ. Đây, cà phê sau thu hoạch mà đang còn rất là đều và đẹp quý anh chị nhé. Cà phê sau thu hoạch thì nếu quý anh chị nào đã từng làm cà phê thì sẽ biết sau thu hoạch thì cây cà phê của chúng ta sẽ mất sức rất là nhiều. Và vào mùa khô nắng thì cây cà phê của chúng ta sẽ xuống sắc rất là nhiều quý anh chị nhé. Nhưng vườn cà phê này thì còn giữ được cái màu xanh và dàn cảnh còn rất là đều và đẹp. Cà phê này sang năm, gọi là năm nay thì sẽ còn cho chúng ta mùa bội thu quý anh chị nhé. Đó, rất là đều và đẹp luôn. Ba ngàn cây cà phê đang bắt đầu vào tuổi thu kinh doanh. Và em ước chừng trên vườn của chúng ta còn có khoảng 1.000 trụ tiêu nhé. 1.000 trụ tiêu thì cũng đang cho chúng ta thu. Quý anh chị quan tâm thì cứ theo dõi cụ thể cái video của em quay ngày hôm nay để chúng ta nắm bắt chi tiết về cây trồng, chất đất, mặt bằng và khu vực ở đây. Đất chúng ta là đất đỏ ba gian, rất là bằng phẳng và có độ thoải nhẹ thôi. Đất chúng ta ở khu dân cư quý anh chị nhé. Đất chúng ta là ở khu dân cư. Cà phê rất là đều và đẹp. Ba ngàn cây cà phê, tổng diện tích là 4 hecta và có 1 hecta thì gia chủ trồng vải thiều, cây nhãn, 200 cây nhãn và 200 cây vải thiều nhé. Và sầu riêng thì gia chủ đã trồng xen được 170 cây. Và đây, đây là con đường đi vào lô đất chúng ta quý anh chị này. Đó. Từ vị trí này đi ra đến con đường bê tông khoảng 50 mét thôi ạ. Và lô đất em đang muốn giới thiệu quý anh chị đây là đây nhá. Đó. Chạy dài xuống đây. Tổng diện tích lô đất chúng ta là 4 hecta quý anh chị nhé. Trên đất chúng ta thì trồng toàn bộ là cà phê và xen một số cây hồ tiêu như thế này. Bây giờ mời quý anh chị theo chân em vào bên trong, em sẽ quay cho quý anh chị chúng ta xem tất cả các loại cây trồng cũng như là mặt bằng, chất đất và căn nhà để quý anh chị chúng ta xem nhé. Đó, tiêu thì đang độ tuổi thu kinh doanh, sân bê tông rất là rộng các quý anh chị nhé. Đó, và căn nhà của chúng ta đây ạ. Bên ngoài quý anh chị chúng ta xem như vậy thôi nhé. Và đây, dạ, đây cà phê quý anh chị. Đó. Cà phê rất là đều và đẹp nhé. Tổng diện tích là 4 hecta và gia chủ đã trồng được 3.000 cây cà phê như thế này, rất là đều và đẹp quý anh chị ạ. Đó, cà phê đang độ tuổi thu kinh doanh. Đó, gia chủ đang tưới cà phê, tưới béc nhé. Rồi, mời quý anh chị theo chân em đi sâu vào bên trong khu vườn của chúng ta để em quay cho quý anh chị chúng ta xem thật chi tiết và cụ thể nhé.
đường xá rất là thuận tiện, xe ô tô đến tận nơi quý anh chị nhé. Đó, và trên đất của chúng ta thì nó có sẵn cái trang trại, chuồng trại chăn nuôi như thế này, rất là thuận tiện. Nếu mà chúng ta có cái xu hướng chăn nuôi, chúng ta sẵn chuồng để chúng ta nuôi thì rất là đẹp quý anh chị nhé. Đây, đây là cà phê này. Cà phê toàn bộ là cà phê tơ quý anh chị nhé, 3.000 cây cà phê tơ như thế này, đó rất là đẹp. Cà phê rất là đều và đẹp quý anh chị. Đó. Vườn cà phê này thì sang năm năm nay, tức là mùa cà năm nay rất là được mùa nhé. Giàn cành rất là đều và đẹp. Cà của chúng ta là cà phê tơ nên là mỗi một năm thì cái sản lượng nó sẽ tăng dần quý anh chị nhé. Là cà của chúng ta sẽ vào kinh doanh mạnh hơn. Cà phê thì gia chủ đã trồng được 3.000 cây và sầu riêng thì gia chủ đã trồng sen được 170 cây nhé. 170 cây sầu riêng thì lát em sẽ đi vào bên trong em quay cây sầu riêng cho quý anh chị chúng ta xem. Và nhãn hương chi thì gia chủ trồng được 200 cây. Vải thì gia chủ đã trồng được 200 cây nhé. Đây. Đây là cà phê. Đây là con đường đi giữa lô. Đất chúng ta là chất đất đỏ ba gian quý anh chị nhé. Đất chúng ta là đất đỏ thiệt và cũng có chỗ thì pha một chút sỏi cơm. Đó. Như chỗ này thì pha một chút sỏi cơm nhẹ nhẹ quý anh chị nhé. Đó. Cà phê rất là đều nhé. Rất là đều và đẹp quý anh chị ạ. Và những cái số trụ tiêu ở trên vườn đây thì em ước chừng nó khoảng đâu đó khoảng 1.000 trụ quý anh chị ạ. Khoảng 1.000 trụ tiêu. Tiêu thì đang cho thu ạ. Đó, cà phê. Ở đây thì đất chúng ta là rất là kín gió quý anh chị nhé. Ở đây thì đất chúng ta có độ thoải nhẹ nhẹ, rất là đẹp. Đất bằng mà có độ thoải nhẹ thôi. Đó, quý anh chị có thể thấy cà phê toàn bộ là cà phê tơ, rất là đều và đẹp nhé. Quý anh chị thấy ạ. Vườn chúng ta thì gia chủ đã chôn ống hết rồi quý anh chị nhé. Đó, ống. Và lô đất dãy 4 hecta thì gia chủ có ký gửi kênh nhà đất Sơn Lâm. Em bán với giá 2 tỷ 800 triệu quý anh chị nhé. Vâng, 2 tỷ 800 triệu. Và đây, đây là 170 cây sầu riêng gia chủ đã trồng sen như thế này. Và có hệ thống tưới nhỏ giọt nhé. Đây, 170 cây nhé. 170 cây sầu riêng là đã có hệ thống tưới nhỏ giọt rồi. Trên đất chúng ta thì có căn nhà cấp 4, có giếng và có hồ tưới, có điện. Rất là thuận tiện luôn ạ. Đường xá thì bằng phẳng, cách đường bê tông 50m. Đất chúng ta là ở khu dân cư quý anh chị nhé. Ở khu dân cư. Đó, cà phê sau thu hoạch mà đang còn đẹp như thế này quý anh chị. Cà phê sau thu hoạch còn rất là đẹp và dàn cành đây hứa hẹn một mùa bội thu luôn quý anh chị ạ. Rất là đều và đẹp luôn. Phải nói là một vườn cà phê đẹp đấy quý anh chị. Đây là con đường đi xuống hồ đấy quý anh chị. Đó,
gia chủ để con đường đi xuống hồ và trồng hai hàng cau, đây là cau đúng rồi, hai hàng cau hai bên rất là đẹp. Đất chúng ta là giáp cánh đồng nhé, đất chúng ta giáp cánh đồng luôn. Quý anh chị có thể thấy cà phê rất là đều và đẹp luôn ạ. Đó. Quý anh chị có thể thấy cà phê. Em xin nhắc lại diện tích lô đất chúng ta. Đất chúng ta thì có tổng diện tích là 4 hecta nhé. Gia chủ có ký gửi kênh nhà đất Sơn Lâm, em bán với giá 2 tỷ 800 triệu, có thương lượng và bao sổ sách cho quý anh chị luôn. Đó. Khu vực này thì khu vực này gia chủ đang trồng chanh dây quý anh chị. Đó, đang trồng chanh dây. Khu vực này đang trồng chanh dây. Và sầu riêng như thế này là 170 cây quý anh chị nhé, 170 cây. Và đây là nhãn, đây là nhãn gia chủ đã trồng 200 cây đó, 200 cây nhãn này rất là đều và đẹp nhé. Khu vực này đất rất là bằng phẳng luôn. Đây trước đây là gia chủ trồng bắp xen vào đây, cây bắp gia chủ có chặt bỏ vào cái hố này để cho nó mát cây này. Đó, nhãn này. Nhãn 200 cây và vải thiều 200 cây nhé. Đó. Ở đây là khu dân cư. Ở đây dân cư ở cũng khá là đông. Xung quanh dân cư đông cũng chỉ nhỉ. Đây. Em sẽ quay cái hồ. Quay cái hồ cho quý anh chị chúng ta xem hồ tưới nhé. Tưới thoải mái luôn, không bao giờ cạn nước quý anh chị nhé. Đó. Quý anh chị nào quan tâm thì gọi điện cho em theo số điện thoại có ghim sẵn trên màn hình và kết bạn Zalo. Em sẽ tư vấn quý anh chị thêm và đưa quý anh chị đến xem trực tiếp để chúng ta gặp chủ thương lượng ạ. Và quý anh chị nào lần đầu xem kênh em thì ủng hộ nhà đất bên em một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để luôn luôn đón xem những lô đất tiếp theo, những lô đất đẹp nhà đất em đăng tải lên. Vâng, bây giờ em cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.